Hội đồng Nghĩa vụ quân sự huyện Long Điền đã tổ chức lễ giao chỉ tiêu phát lệnh gọi công dân nhập ngũ năm 2022. Năm 2022, huyện Long Điền được giao chỉ tiêu tuyển chọn và gọi 165 công dân nhập ngũ thực hiện nghĩa vụ quân sự và 32 thanh niên thực hiện nghĩa vụ công an nhân dân. Đến thời điểm này, hầu hết các khâu, các bước trong quy trình tuyển quân đã được huyện chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ, đúng quy trình và đảm bảo dân chủ, công khai, đúng luật. Tại buổi lễ, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự huyện đã thông qua các quyết định về giao chỉ tiêu tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2022, đồng thời phát lệnh gọi 207 công dân nhập ngũ cho Hội đồng Nghĩa vụ quân sự 5 xã 2 thị trấn, đảm bảo chỉ tiêu dự phòng theo quy định. Trong đó, thực hiện nghĩa vụ quân sự là 173 công dân, thực hiện nghĩa vụ công an là 34 công dân. Ngay trong ngày nhận lệnh từ Hội đồng Nghĩa vụ quân sự huyện, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự các xã thị trấn đã tổ chức phát lệnh trực tiếp cho công dân.